Chào các bạn nha. Hôm nay anh Thủ gửi cái khu cái đơn hàng này cho các bạn coi nha. Đây, cái đơn hàng này là cái đơn hàng mà phụ kiện điện thoại thôi nha, chứ không có gì tên lắm. Để coi cái này là cái gì trong đây đây nha. Nó có cái bill đây mà nó dán kỹ quá, không có mục đích muốn gỡ này. Coi trong đây cho coi là cái gì nằm đây nè. Rồi không được rồi nè, thấy không, chữ nó bé quá đúng không? Này là ở Cà Mau, lớp giáo sĩ Cà Mau nha. Thì nói chung đây là phụ kiện điện thoại thôi, giờ phải tôi ra mới biết được đó là cái gì. Shop thì kêu quay video khui hàng, thì ở đây không những mình quay video mà mình còn đăng video lên nữa nha. Đó, shop này gói hàng cũng cao cấp dữ, không biết đừng mở luôn, cứ gặp đại đi, mở được cái gì thì mở. Nói chung là gói hàng rất là kỹ, rồi hai ba lớp luôn. Nói chung là thôi đi, bây giờ mình sẽ chiêu mình gặp luôn đi. Cắt ra hồi nó được luôn cái sản phẩm ở bên trong nữa thì thôi chứ ít. Trời ơi, chơi hai ba lớp rồi. Rồi tèm tèm thì trong đây nó có cái gì để chút coi đủ không nha. Thì miếng dán cường lực A31, miếng dán cường lực G7 Pro, toàn là những đồ cổ không nha. Đó, ốp lưng G7 Pro, rồi ốp lưng 331, cáp sạc, cốc sạc của thằng Samsung, ốp lưng Samsung, nói chung là tùm lum này hết luôn á. Giờ để coi ra trong đây nó như thế nào ha. Rồi bây giờ cầm này ra, thằng này ra chắc chắn là của thằng G7 Pro này ha. Nó đây, sản phẩm này một cái 5k, mình mua hẳn luôn 1, 2, 3, 4, thì để dành mua để dành xài luôn ha. Đó, mình mua một trắng nha, nó mua một trắng thôi, và cái màu của có hàng Samsung 77 rồi, nó đẹp rồi nè. Nói chung là dẻo, tôi thử cái luôn cho coi nè, tôi thử rồi trải nghiệm đánh giá sản phẩm luôn nha. Nói chung là nhìn bề ngoài nó đẹp rồi đó, còn mà gắn điện thoại biết sao ha. Đây là G7 Pro, thằng này có chính hãng của thằng China gì đó nè. Nó vừa có cái cạnh chống chống sóc, gớt chống chống sóc đó. Nó rất là dẻo luôn nè. Đó thì giá 5k một cái cũng rất là hợp lý rồi đó, nhựa là nhựa dẻo nè, thấy không, trông đẹp. Mà mấy nhựa này nó dở cái là xài thời gian nó bị vàng, cho nên phải mua nhiều nhiều cái để dành ha, mục đích vậy thôi chứ không có gì hết. Mua lần 5-6 cái lắp 100 cái xài luôn rồi xong ha. Nói chung là ok, trắng đẹp nha, nè ngon lành luôn nó, có để chống mớp luôn. Ok, rồi tới cái này. Cái này là cái khui ra coi nó là cái gì. Này như là cốc cáp sạc thì phải. Để coi đây. Cốc cáp sạc của hàng Samsung nha. Tai này tai micro. Thằng G7 Pro nó xài cái cổng micro nghe, chứ không phải là tai C đâu. Micro cổng USB ha. Nè, Samsung nè, jack Wi-Fi gì đó không biết nữa, có mã vạch luôn, không biết xài ngon hay không nha. Đó thì bạn nào muốn mua hàng thì mình sẽ gửi đường link trong cái video trong phần mô tả, bạn chỉ cần nhấp gì đó là mua thôi. Cái này là mình quay video để lại mình khui hàng thôi, chứ mình không có quảng cáo cho cái shop nào hết, cho nên á không hết shop này mình mua shop khác nha. Rồi tiếp theo cái này là cái gì đây, ốp lưng này hả, quấn cũng khá là kỹ nha. Đó, ngon lành luôn. Trong này chắc miếng dán cường lực, nói chung là gỡ hàng cũng hơi bị đuối á. Đây ốp lưng hàng A31, Samsung A31 là Samsung quyền thoại nha. Con này thì cũng lâu đời rồi, năm 2020 lận, nhưng mà bây giờ nó vẫn còn hàng rất ok nha. Đó, cái hàng G7 Pro năm 2017 mà còn hàng đây, mà nói chỉ cái hàng A31 ha.
thằng A31 thì được hai cái nha. Nè, đẹp rồi ha. Đó, mình thích dẻo mình dễ dẻo thôi, bạn nào thích thì mua màu. Thì màu giá nó cũng mười mấy ngàn gì á. Cái này là kính 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 cường lực mà không biết của kính này là của cái thằng 31. Kính này của thằng A31 ha. Nè, rất là ok luôn, để khui ra coi cái bên trong nó coi sao. Xong đây nó ghi mã nè. R15, R13. Rồi không biết cái mã này nó ghi là cái gì hết, nhưng mà khui thử coi. Nhớ là mình đặt là cái thằng Samsung A31 á. Để coi cường lực thì nó ngon hơn mà quấn kỹ dữ rồi. Ê, ở trong nó còn cái miếng này là miếng lao đúng không em? Này là miếng để lao lao kính cái điện thoại của mình á, sau đó là mới dán lên nè. Nó chuyên nghiệp luôn. Nói chung là kính cường lực này cũng rất là ok, có cái tem chống hàng thiệt, ủa chống hàng giả hay gì đó. Cái này là của cái hàng Remax, muốn cái gì đó thì tao gỡ ra ha, nó rất là chuyên nghiệp ha, nó gỡ ra mình ịn vô ha. Cái này là hình giọt nước là nhìn là biết. Cái này cỡ 6.4 inch á, nhìn là nó hàng 31 là vừa nha. Đó, mua 31 thì phải dính chứ chắc chắc hàng 31 nè ha. Đúng khớp với hàng A31 luôn nha. Đó. Thì tại vì thông thường nó sẽ có nhiều shop giao lộn, mua con này mà giao con kia, điện thoại thậm chí còn lộn mà nói chỉ là ốp lưng. Đó, cho nên á thì các bạn mua hàng nhớ kiểm tra cho kỹ nha. Quay video lại coi người shop giao cái gì để mình có gì mình còn khiếu nại được ha, hoặc là chụp cái bill lại, chụp cái bill này lại à, để mà nói chuyện với shop ha. Chứ mà không có cái bằng chứng gì hết á, mình không có nói chuyện với shop được. Với lại nó không đúng hàng thì các bạn cứ việc bấm trả hàng hoàn tiền là ok hết nha. Nhớ sản phẩm mình đừng có sử dụng nha, nó trả hàng hoàn tiền là mình cứ ok. Shopee hoặc Lazada nó sẽ bảo vệ quyền lợi của mình, cho nên đừng có lo lắng gì khi mà sản phẩm nó không có đúng hàng. Trường hợp sản phẩm nó không có đúng hàng thì các bạn cứ việc nhắn tin nói với shop là sản phẩm không có đúng hàng, cần đổi lại, hoặc là mình có thể xài được thì mình lấy luôn, ủng hộ shop cũng được. Nhưng mà cái trường hợp mình không thích, mình không muốn lấy, hoặc là nhắn tin với shop, shop không có chịu đổi trả hay là hoàn cái đơn hàng này, thì mình cứ việc bấm trả hàng ha. Trong cái chỗ cái đơn hàng mình gửi á, mình đừng có bấm đã nhận hàng, mình hãy bấm cái nút là trả hàng hoàn tiền là ok hết, không có vấn đề gì phải lo hết trơn nha. Rồi, đó là cái mẹo nhỏ cho những cái bạn nào mà đặt hàng không có đúng hàng, muốn trả lại hoặc muốn đổi hàng á nha. Rồi, video tới đây cũng dài rồi, thì các bạn xem video nhấn nút like, đăng ký nè. Đó, chia sẻ cho những bạn nào có nhu cầu mua online thì mua nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye.